là nổi tiếng, quen thuộc của Xuân Dạ Diễn Châu, được mang tên Hàng Mạc Tử. Dạ, mời cả nhà cùng thưởng thức. Cho tôi xin lại mảnh đời ngây thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới đó bây giờ là đây. Mày định từ nay anh không còn sợ cô quà
em ơi em đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi cuộc thương ngộ quá đau thương. Hàng mắt ư chỉ là một bút danh mà người đời có thể quên đi khi nguồn thơ đã cạn, khi anh không còn đủ tâm huyết để ca tụng dần trăng sáng, khi anh đã là một kẻ quê nhân với một kiếp sống tật nguyền. Bất diệt là cái tên nguyện trọng trí của anh, cái tên mà người đời bỏ quên ném ném vào hồn trinh cất dư. Ngày xưa em đợi em chờ sự thật, bây giờ anh nói tiếng yêu em. Dạ xin hết, cảm ơn tình cảm của gia đình rất nhiều.